họ từ chối xét nghiệm, và cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để các tín đồ hợp tác cùng cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trích trong thông báo của chính quyền Seoul. Các nhà chức trách tại Hàn Quốc tin rằng, gần 60% người nhiễm bệnh trên cả nước có liên quan đến giáo phái Shincheonji, Tân Thiên Địa, và tỷ lệ này dự tính sẽ tiếp tục tăng do kế hoạch xét nghiệm toàn bộ thành viên hơn 200.000 tín đồ của giáo phái. Tính đến ngày 29 tháng 2, 95% trong số 239.000 tín đồ của Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm COVID-19. Trong đó, 8.563 thành viên cùng 393 thực tập sinh xuất hiện triệu chứng và đang được theo dõi. Khoảng 4.000 tín đồ trên cả nước vẫn chưa thể liên lạc, và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Vào ngày 1 tháng 3, giáo phái Tân Thiên Địa đăng đàn kêu gọi các nhà lãnh đạo và người dân ngưng xem họ như một tổ chức tội phạm. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và hợp tác hết sức có thể để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ để có thể duy trì sự hợp tác này, trích trong thông báo của giáo phái. Giáo chủ Lee Man-hee, tuy nhiên, chính quyền thành phố Seoul mới đây đã đưa vụ việc lên tòa án, đề nghị truy tố Lee Man-hee, người sáng lập và là giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa, cùng 12 người đứng đầu vì tội danh ngộ sát, gây thương tích và vi phạm nghiêm trọng quy trình ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Video liên quan họ từ chối xét nghiệm, và cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để các tín đồ hợp tác cùng cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền trung ương giải thích. Giáo phái cũng bị dính phải nghi vấn cung cấp thông tin thiếu chính xác về danh sách các tín đồ, gây cản trở công việc của chính quyền. Giáo chủ Lee Man-hee đã được đưa đi xét nghiệm vào ngày 29 tháng 2, vẫn đang chờ đợi kết quả chính thức. Lee hiện đang thực hiện cách ly tại nhà ở tỉnh Gyeonggi, gần Seoul. Dịch COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra đang bùng phát rất nhanh chóng tại Hàn Quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, 3/1, đã có 3.736 người xác nhận dương tính với virus, 20 người tử vong. Theo GD trí thức trẻ Let's Block Us, Oi.